Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 tại Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Nghĩa Trụ nói riêng đạt được trong thời gian qua. Bước sang năm mới 2020, đồng chí đề nghị Đảng bộ Nghĩa Trụ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển đô thị trong tương lai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách, xã hội người nghèo, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Văn Giang đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Trụ.